Gần 500 ngày kể từ khi chiến tranh Nga-Ukraine nổ ra và khi cuộc chiến đi càng gần mốc 500 ngày, chúng ta bắt đầu nghe một số tin tức tốt. Hoa Kỳ dường như đang tiến hành thương thuyết để chấm dứt chiến tranh Nga-Ukraine khi các cựu quan chức Mỹ đã tổ chức các cuộc đàm phán bí mật về Ukraine với những người Nga nổi tiếng. Một nhóm cựu quan chức an ninh quốc gia cấp cao của Hoa Kỳ đã tổ chức các cuộc đàm phán bí mật với những người Nga nổi tiếng được cho là thân cận với Điện Kremlin và, trong ít nhất một trường hợp, với nhà ngoại giao hàng đầu của đất nước với mục đích đặt nền móng cho các cuộc đàm phán tiềm năng để kết thúc cuộc chiến ở Ukraine, những người có liên quan đã thông báo về các cuộc thảo luận nói với NBC News. Trong một ví dụ cấp cao về ngoại giao kênh sau, diễn ra ở hậu trường, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã gặp các thành viên của nhóm trong vài giờ vào tháng 4 ở New York. Bốn cựu quan chức và hai quan chức hiện tại nói với NBC News. Trong chương trình nghị sự của cuộc họp tháng 4, là một số vấn đề gai góc nhất trong cuộc chiến ở Ukraine, như số phận của lãnh thổ do Nga nắm giữ mà Ukraine có thể không bao giờ giải phóng được, và việc tìm kiếm một lối thoát ngoại giao có thể chấp nhận được cho hai bên. Cùng ngồi với ông Lavrov là Richard Haus, một cựu ngoại giao và là chủ tịch sắp mãn nhiệm của Hội đồng quan hệ đối ngoại, các quan chức hiện tại và trước đây cho biết, nhóm này có sự tham gia của chuyên gia châu Âu Chuck Cupchen và chuyên gia về Nga Thomas Graham, cả hai đều là cựu quan chức Nhà Trắng và Bộ Ngoại giao, là nghiên cứu sinh của Hội đồng quan hệ đối ngoại. Các cựu quan chức Hoa Kỳ có liên quan đã không trả lời yêu cầu bình luận từ NBC News hoặc từ chối bình luận về điều này. Tất cả các nguồn đều từ chối nêu tên để xác nhận các cuộc đàm phán được dự định giữ bí mật. Họ cho biết, trong số các mục tiêu là giữ cho các kênh liên lạc với Nga luôn mở nếu có thể và tìm ra nơi có thể có chỗ cho đàm phán, thỏa hiệp và ngoại giao trong tương lai về việc chấm dứt chiến tranh. Hai trong số các nguồn tin cho biết, các cuộc thảo luận đã diễn ra với sự hiểu biết của chính quyền Biden nhưng không phải theo chỉ đạo của họ, với việc các cựu quan chức tham gia cuộc họp với ông Lavrov, sau đó đã báo cáo cho Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng về những gì đã xảy ra. Các cuộc thảo luận được biết đến, theo cách nói ngoại giao là ngoại giao không chính thức, ngoại giao kênh 2, một hình thức tham gia không chính thức, liên quan đến các công dân tư nhân, hiện không ở trong chính phủ hoặc trong trường hợp cuộc gặp của ông Lavrov, ngoại giao kênh 1.5, nghĩa là các quan chức hiện tại tham gia vào cuộc trò chuyện một bên của chính phủ. Chúng diễn ra khi các cam kết ngoại giao cấp cao, chính thức giữa chính phủ Hoa Kỳ và Nga về Ukraine rất ít và xa vời. Không rõ các cuộc thảo luận kênh sau đã diễn ra thường xuyên như thế nào, cũng như liệu chúng có phải là một phần của nỗ lực có tổ chức đơn lẻ hay không. Nhưng về phía Mỹ, các cuộc thảo luận có sự tham gia của một số cựu quan chức Lầu Năm Góc, bao gồm Mary Beth Long, cựu trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, có kinh nghiệm sâu sắc về các vấn đề của NATO, theo hai người được thông báo về cuộc đàm phán. Là một phần của nỗ lực, ít nhất một cựu quan chức Mỹ đã tới Nga để thảo luận về cuộc chiến Ukraine, hai trong số các cá nhân cho biết. Ngoài ông Lavrov về phía Nga, các cuộc thảo luận còn có sự tham gia của các học giả, lãnh đạo từ các nhóm chuyên gia cố vấn, hoặc viện nghiên cứu lớn và những người khác trong lĩnh vực chính sách đối ngoại của Nga, được coi là nghe Tổng thống Vladimir Putin. Hoặc thường xuyên liên lạc với những người ra quyết định của Điện Kremlin, các nguồn tin cho hay, các cá nhân Nga tham gia từ chối nêu tên, với lý do lo ngại cho sự an toàn của họ. Người phát ngôn của Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng từ chối bình luận. Đại sứ quán Nga tại Washington đã không trả lời yêu cầu bình luận. Một quan chức trong văn phòng của Tổng thống Ukraine, Volodymyr Zelensky cho biết họ sẽ không bình luận về các bản tin cụ thể dựa trên các nguồn giấu tên, nhưng quan điểm chung của họ vẫn giữ nguyên. Lập trường của chúng tôi không thay đổi, số phận của Ukraine không thể được quyết định nếu không có Ukraine. Nhiều lần Tổng thống và tất cả các diễn giả chính thức của chúng tôi đã nói về nó. Không ẩn danh, nhưng khá cụ thể và công khai, họ nói. Các cuộc đàm phán diễn ra trong bối cảnh ngày càng có nhiều dấu hiệu cho thấy Mỹ và các đồng minh của họ mong muốn thấy Moscow và Kyiv tiến tới các cuộc đàm phán hòa bình vào mùa thu, sau khi kết thúc cuộc phản công đang diễn ra của Ukraine. Trong một chuyến đi bí mật tới Kyiv vào tháng 5, Giám đốc CIA William Burns đã nghe các quan chức Ukraine nói về triển vọng thúc đẩy Moscow tham gia các cuộc đàm phán hòa bình vào cuối năm nay, các quan chức nói với The Washington Post. Tuần tới, Tổng thống Joe Biden sẽ gặp gỡ tại Litva với các nhà lãnh đạo NATO, những người đang báo hiệu rằng họ vẫn chưa sẵn sàng kết nạp Ukraine vào liên minh. Và cuộc bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ đang đến gần, đã làm tăng tính cấp bách xung quanh giai đoạn cuối của cuộc chiến, trong bối cảnh lo ngại Đảng Cộng Hòa sẽ giảm hỗ trợ cho Ukraine. Cuộc gặp với ông Lavrov vào tháng 4 diễn ra trong chuyến thăm hiếm hoi và ngắn ngủi của nhà ngoại giao Nga tới Mỹ, để đảm nhận vai trò Chủ tịch Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, cơ quan có chức vụ Chủ tịch Luân phiên. Cũng trong khoảng thời gian đó, Haus và Cupchen đã viết một bài báo dài trên tạp chí Foreign Affairs, được xuất bản bởi Hội đồng Quan hệ Đối ngoại, đưa ra những gì họ mô tả là một kế hoạch để từ chiến trường đến bàn đàm phán. Trong tác phẩm có tiêu đề Phương Tây cần một chiến lược mới ở Ukraine, Haus và Cupchen dự đoán một thế bế tắc có thể xảy ra sau cuộc phản công của Ukraine, đồng thời khuyến nghị Mỹ nên bắt đầu đặt nền móng để đề xuất một lệnh ngừng bắn
trong đó cả Nga và Ukraine sẽ rút lực lượng khỏi tiền tuyến, tạo ra một khu vực phi quân sự một cách hiệu quả. Một tổ chức trung lập có thể là Liên Hợp Quốc hoặc Tổ chức An ninh và Hợp tác ở châu Âu sẽ cử các quan sát viên đến giám sát và thực thi lệnh ngừng bắn và rút lui, các cựu quan chức Mỹ viết. Giả sử một lệnh ngừng bắn được duy trì, các cuộc đàm phán hòa bình sẽ diễn ra sau đó. Một câu hỏi quan trọng là liệu các cựu quan chức Mỹ có tiếp tục đàm phán sau cuộc nổi dậy vũ trang chống lại chính phủ của Putin vào tháng trước bởi chỉ huy lính đánh thuê Wagner, Yevgeny Prigozhin, điều đã làm lu mờ bức tranh về cách quyền lực và ảnh hưởng đang diễn ra ở Moscow. Các cuộc thảo luận cũng diễn ra song song với các cuộc đối thoại trực tiếp giữa Mỹ và Nga về nhà báo Mỹ bị giam giữ Evan Gershkovich đã được tiết lộ bởi người phát ngôn của Putin trong tuần này. Các cuộc đàm phán kênh 2 từ lâu đã đóng một vai trò quan trọng trong ngoại giao Hoa Kỳ, bao gồm cả vấn đề kiểm soát vũ khí, thường mang lại cơ hội ít chính thức hơn để thử nghiệm các ý tưởng và phản hồi song song với các cuộc đàm phán chính thức giữa các chính phủ. Năm 1994, cựu Tổng thống Jimmy Carter đã tới Bình Nhưỡng, Triều Tiên với tư cách là một công dân tư nhân, nhằm ngăn chặn chương trình hạt nhân của Triều Tiên một chuyến đi, khiến chính quyền Clinton đau đầu. Cuộc đàm phán kênh 2 giữa người Israel và người Palestine cũng được ghi nhận là đã tạo điều kiện dẫn đến Hiệp định Oslo năm 1993. Tuy nhiên, trong bối cảnh cuộc chiến Ukraine, khái niệm về việc các cựu quan chức Hoa Kỳ giao du không chính thức với người Nga đã gây ra sự chia rẽ trong cộng đồng các nhà ngoại giao Hoa Kỳ, các học giả chính sách đối ngoại và các chuyên gia an ninh quốc gia. Bradley Bowman, cựu sĩ quan quân đội Mỹ và là cố vấn thượng viện, người nghiên cứu các vấn đề chính trị quân sự tại Tổ chức Bảo vệ các nền dân chủ. Ngay bây giờ, những gì chúng tôi thực sự muốn làm là cô lập và gây áp lực lên Putin. Michael Murpho, người từng là đại sứ Hoa Kỳ tại Nga trong chính quyền Obama, cho biết ông nghi ngờ rằng không có bất kỳ người đại diện nào phù hợp cho đường dây kênh 2 ở Nga ngày nay, những người có quyền tiếp cận trực tiếp với Putin và có thể đóng vai trò trung gian không chính thức. Ông nói, và thảo luận về các giải pháp cho cuộc chiến mà không có người Ukraine trên bàn đàm phán, có thể làm suy yếu quan điểm của chính quyền Biden rằng tương lai của Ukraine sẽ không được quyết định bởi các thỏa thuận ngầm giữa các cường quốc. Murpho nói, nếu bạn đang có các cuộc đàm phán về kênh 2 về cách kết thúc chiến tranh, thì người Ukraine phải ở đó. Murpho nói, ông không tham gia vào các cuộc thảo luận về kênh 2. Matt Dimmick, cựu giám đốc Nga và Đông Âu, tại Hội đồng An ninh Quốc gia, nói rằng ngay cả việc thảo luận về các thỏa thuận tiềm năng với Nga mà không có Ukraine dẫn đầu cuối cùng cũng có thể làm giảm đòn bẩy của Kiev. Dimmick nói, Ukraine không cần và không muốn các bên trung gian bắt đầu tham gia và đưa ra các giải pháp ngừng bắn, sau đó lôi kéo châu Âu và Mỹ thúc ép Ukraine theo hướng đó. Ukraine nhận ra rằng con đường dẫn đến một tương lai an toàn của họ là vượt qua hàng rào phòng thủ của Nga và khiến Nga không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tìm ra con đường riêng của họ để rời khỏi Ukraine. Theo NBC News, cảm ơn các bạn đã xem bản tin.